Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xuyên Minh Châu. Hôm nay Minh Châu giới thiệu cho mọi người là bộ mẫu máy mài khuôn anh em ha, dùng pin chân đê. Đây là một cái dòng mà sử dụng pin, anh em có thể sử dụng mình mài đánh bóng cũng được. Nó có kèm theo chúng ta đầy đủ luôn, là cả lưỡi cắt, cả mũi khoan, mũi đánh bóng, nó có đầy đủ ở đây này ha, mũi đá mài này, để anh em mình có thể sử dụng làm lồng chim, hoặc là những cái lồng chim ở trong nhà mình hư mình có thể khoan lại để mình thay nang, làm rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là mình đánh bóng cái như thế này, mình có kèm theo đầy đủ ha, có lưỡi cắt này, những cái nỉ để đánh bóng có đầy đủ luôn, một hộp lơ để mình đánh bóng, phụ kiện kèm theo là quá trời luôn. Đây, đá mài có đầy đủ nha. Pin thì là chân đê, pin 10 cell. Hôm nay combo hôm nay mà Minh Châu giới thiệu cho mọi người là có đầy đủ luôn nha. Bình thường thì nó là bán mỗi thân không, nhưng hôm nay là Minh Châu kèm vào combo luôn để cho anh em mình sử dụng này ha. Có pin cắm vô đây đó, mình sử dụng có sạc, khi mình hết pin mình sạc. Những cái dòng mài khuôn mà anh em có thể sử dụng pin thì nó di chuyển rất là tiện lợi luôn, anh em có thể để trong cốp xe hoặc là mình đi đâu cũng được hết. Riêng cái đầu dây nối mình có thể tháo ra ở đây nhá, mình tháo ra quấn lại gọn ở trong một cái hộp như thế này. Đây, pin và sạc kèm theo, sạc là sạc xịn luôn nhá, sạc nhanh của đất tông luôn anh em. Có phiếu bảo hành và sách hướng dẫn có đầy đủ luôn để mình sử dụng. Đây, con máy của chúng ta này ha, núm điều chỉnh màn yếu này, anh em chỉ cần bật công tắc ở đây đó, nó chạy này ha. À, rồi sau đó mình gắn những cái mũi đánh bóng, mũi nhám này ha, mũi này là mình bọc cái nhám vô, ở trong đây nó có kèm theo cái nhám cho chúng ta luôn này. Anh em chỉ cần xuyên cái đây để cố định cái cốp này, rồi sau đó mình nó kèm theo chúng ta một cái khóa ở đây để mình siết, rồi rút cốt ra ha, mình bật công tắc đó, nó sẽ đánh bóng gắn nhám vô đây. Nhám được kèm theo đầy đủ như thế này, mình gắn vào đây ha. Đó, ok chưa, mình gắn, anh em khi mình làm thì mình gắn chặt vào rồi mình sử dụng ha. Còn mũi khoan thì mình cũng có thể gắn mũi khoan luôn. Đây, mình cứ xuyên cái cốt qua đây, sau đó mở cái này, rồi gắn mũi khoan này. À, mình cứ cầm như vậy và khoan hoặc làm thì quá tiện lợi luôn. Cái này nó nhỏ còn hơn cả một cái ngón tay của Minh Châu này, thấy không? À, cho nên là mình có thể xuyên vào giữa các cái rạch nang tre để mình làm lồng chim thì quá tuyệt vời luôn mọi người. Dây nối này nó có sẵn như thế này để anh em sử dụng luôn, cầm đem đi đâu cũng được, rất là tiện lợi khi mà mình sử dụng pin. Thay vì mình dùng điện thì phải có điện mình mới xài được đúng không, còn dùng pin mình đem đi đâu cũng được. Hoặc là những anh em mà làm dàn áo xe, làm những công việc mà khoan nhỏ, làm đồ nhỏ như thế này, hoặc là những anh em thờ kim hoàng, mình có thể sử dụng cái này và sử dụng mũi này. Đây, nó có mũi dù như thế này, anh em có thể gắn những cái mũi mà chuyên dùng của thờ kim hoàng, làm vàng làm bạc thì mình có thể gắn những cái mũi dù như thế này, mình tra hột xoàng là quá tuyệt vời luôn anh em. Đó, những cái này nó dùng pin thì quá đã rồi, không phải lo giật giết gì anh em ạ. Cứ vậy hết pin là mình sạc sử dụng thôi. Mà ở cái pin 10 cell của Deadtong, pin chân đê thì anh em thấy là cục pin này ha, rất là lớn luôn, có mạch báo đầy đủ để anh em biết là mình còn pin hết pin để mình sử dụng trước khi mình làm, là kiểm tra được pin ha. Cục pin 10 cell nó quá trời chất luôn, nặng ha. Những cái bộ như thế này anh em thờ kim hoàng mà sắm một bộ là quá tuyệt vời. Còn gia đình ở những con như thế này lộ là 3,5 ly anh em, nó có thông số ở đây này ha. Mình sử dụng con này thì cực kỳ an toàn luôn. Dùng pin là 21V này anh em. Đầu mũi là 3.2mm. Vòng tua của máy là 5.000 vòng cho đến 34.000 vòng trên 1 phút. Anh em có thể sử dụng thoải mái luôn. Động cơ là 550 nhá. Này, quá trời chất luôn anh em. Có đầy đủ như thế này để anh em sử dụng luôn ha. Được bảo hành 6 tháng chính hãng của thương hiệu Deadtong. Và giá bán là ở Máy Xuyên Minh Châu chỉ có 1.460.000. Anh em sở hữu một bộ như vậy nhá, đầy đủ combo như thế này để anh em sử dụng luôn. Rồi bây giờ Minh Châu sẽ test để anh em thấy khả năng khoan và đánh bóng của cái dòng này nó như thế nào nhá. Giờ siết cứng lại khoan thì anh em thấy là ở cái dòng này mũi 3.2, anh em khoan mũi lớn thoải mái luôn. Bật công tắc lên, nó có điều chỉnh tốc độ ở đây nhá. À, quá đạt chưa?
cầm như cầm một cái bút luôn, mình có thể làm được quá trời đạ luôn. Đây, thấy cả mũi khoan sắt vô đây cũng được luôn. À, anh em mình muốn làm nhanh đúng không? Tăng tốc độ lên. À, tăng tốc độ lên làm cực nhanh luôn. Quá trời chất luôn anh em. Ha, tăng tốc độ lên là cực kỳ nhanh luôn. Này lộ thì giống như mới vừa nặng mùng ra luôn này ha, quá trời đà luôn. Bây giờ mình qua cái nhám này, đây đá mài này anh em. À, mình giảm tốc độ xuống ha. Quá ok luôn đúng không? Nhắn được, chầm được và mình có thể làm được tất cả các công việc như đánh bóng. Là mình có thể gắn cái bối cước này vô nhé. Ở đây nó có sẵn cho mình một cái tấm nị như thế này. Nó kèm theo chúng ta là bốn cái nị nhé. Và lưỡi cắt có đầy đủ luôn. Lưỡi mài nhám lơ đánh bóng luôn. Anh em chỉ cần tháo cái này ra. Đây, mở cái này ra nhé. À, mình xuyên qua đây. Sau đó mình siết cái con ốc ở đây lại. Rồi là mình sử dụng để đánh bóng. Cứ cầm mỗi cái đầu này và mình đánh bóng những cái vật dụng nhỏ, hoặc là những anh em mà làm những công việc mà cần khoan nhỏ ha, hãy đóng nhãn mát, làm những công việc mà nhỏ, cần mũi nhỏ nhỏ như thế này, mình sử dụng là cực kỳ an toàn. Và mình cầm như thế này nó nhỏ gọn thì không bao giờ nó bị gãy mũi, và độ an toàn cực kỳ cao luôn anh em ha. Chỉ với 1.460.000 anh em sở hữu một combo có đầy đủ pin sạc, có phụ kiện đầy đủ như thế này để anh em sở hữu nha. À, quá trời đầy phụ kiện kèm theo rất là nhiều luôn anh em. Mình sử dụng có đầy đủ phiếu bảo hành và sách hướng dẫn như thế này. Rồi anh em nào có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của Máy Xưởng Minh Châu, hoặc gọi điện thoại đặt hàng các số điện thoại bên trên màn hình. Và video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.